Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mẫu sản phẩm V912 Roulette ha. Thì mẫu sản phẩm này rất nhiều bạn hỏi và mua, tuy nhiên thì mình mới có hàng trở lại đây. Sẵn này mình sẽ up lên cho các bạn biết là thông tin sản phẩm mẫu này đã về hàng ha. Thì mẫu sản phẩm V912 này á thì là cái mẫu Roulette 3 pha ha. Đây, các bạn chỉ nhìn bên trong các bạn sẽ thấy cái motor 3 pha nè. Đó, cái màu hồng hồng nè, màu hồng đỏ đỏ đó. Đó là cái mẫu motor 3 pha của chúng ta. Đó. Thì mẫu V912 này thì động cơ 3 pha là động cơ chính ha, động cơ đuôi nó vẫn là cái động cơ bình thường đó. Thì cái mẫu này á thì khi chúng ta muốn kết nối thì chúng ta sẽ ghim pin trực tiếp vào đây luôn thì nó sẽ kết nối ha, nó sẽ không có cái nút công tắc ở bên đây. Đối với cái mẫu bình thường á, mẫu loại thường á thì nó sẽ có nút công tắc ha, khi chúng ta ghim vô bật công tắc lên thì nó sẽ kết nối. Còn đối với mẫu 3 pha thì chúng ta sẽ ghim trực tiếp thì nó tự kết nối luôn. Thì mẫu 3 pha thì nó rất là mạnh ha. Bạn nào mà ví dụ mới biết chơi hoặc là chơi ấy thì chúng ta nên chơi ở ngoài trời, bay cho nó dễ, bay tầm độ cao khoảng 50 mét đổ lại thôi để tập bay cho nó dễ ha. Rồi khi chúng ta đã xác định được cái cách điều khiển cũng như quen tay lái á thì chúng ta có thể bay cao và điều khiển tốt ha. Đó, thì cần này là cần ga lên xuống với xe trái xe phải ha. Còn bên đây là tiến lùi tạt trái tạt phải. Đó. Ngoài ra thì cái nút này nè là nút đổi tay ha, khi bạn kéo qua thì nó sẽ đổi ngược tay, bên đây là cần ga xe trái xe phải ha, còn đây là tiến lùi tạt trái phải. Tuy nhiên thì cái đó thì dùng bên nước ngoài, còn nước Việt Nam thì chúng ta quen thuận tay ga bên trái ha, tay lái bên phải đó. Thì bật công tắc lên thì nó sẽ có một cái màn hình nè đó. Chế độ mode 2, các bạn lưu ý chế độ mode 2 là chế độ dùng của chúng ta ha. Đó, thì những cái nút này thì chúng ta ít sử dụng ha. Ví dụ có nút LH thì chúng ta sẽ sử dụng nè. Thì nó là tốc độ nhanh chậm á, L là chậm ha, low á, H là 2 là cao ha, nhanh. Đó, cái này tắt đèn, mở đèn vậy thôi. Đó. Còn những cái nút trên đây thì chúng ta không sử dụng ha. Do mẫu máy bay này, mẫu máy bay 4 cơ chúng ta không sử dụng lúc đó, thì chúng ta chỉ cần chú ý tới điều khiển ga xe trái xe phải và tiến lùi tạt trái tạt phải thôi. Thì muốn kết nối á thì các bạn sẽ mở máy bay lên ha. Các bạn có lưu ý là phải mở máy bay lên trước. Đó. Mở và để chế độ cân bằng nha. Đó, để cân bằng thì nó mới có âm thanh đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ bật remote lên. Đứng đèn là kết nối nha các bạn. Đó. Nè. Nè, sẹp vô nó đang, mình đang lái cần bên phải ha, tiến lùi trái phải thì sẹp vô nó sẽ nhảy ha. Còn cần trái cần ga thì chúng ta kéo thì nó sẽ đẩy lên thì máy bay sẽ quay ha. Quay rất là mạnh nha các bạn. Lưu ý là các bạn nào không quen thì chúng ta nên chơi ở ngoài trời nha. Mình chưa lên ga đó, lên ga nó sẽ rất là mạnh. Đó, lên ga nó sẽ rất là mạnh ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử bay trong nhà cho các bạn xem ha. Lưu ý khi mà chúng ta đáp cánh á, thì chúng ta sẽ giữ cái cần ga như thế này ha. Cái tay chúng ta sẽ đè xuống ha, để cho nó không bị lung lay ga. Nhiều khi chúng ta buông ga ra mà lỡ đụng túng gì nó sẽ quay, nhiều khi chém trúng tay ta ha. Thì mỗi lần chơi xong đáp cánh xuống, các bạn muốn lại tắt máy bay hay gì, chúng ta sẽ giữ cần ga xuống như thế này. Sau đó chúng ta sẽ rút dây ra ha. Rút dây ra chúng ta tắt remote. Đó. Thì nó sẽ an toàn hơn. Nói chung chơi xong ngắt ga xuống, chúng ta giữ ga lại liền, giữ tay ga lại liền. Chứ nhiều khi buông ra vậy, các bạn lỡ mà cầm remote đụng vô cái người của chúng ta, nó lỡ kéo ga lên thì sẽ chém, đôi khi sẽ chém trúng tay, nguy hiểm ha. Đó. Bây giờ mình sẽ bay thử cho các bạn xem. Đó, thì
Bây giờ mình sẽ bay cất cánh cho bạn xem mẫu sản phẩm này. Để trước khi kết nối, chúng ta phải ghim cái jack pin vô cái máy bay trước ha. Lưu ý các bạn để ở chế độ cân bằng nha, thì máy bay mới hoạt động tốt. Các bạn đợi một xíu ha, nó sẽ tiết như vậy. Sau khi tiết xong, chúng ta sẽ mở remote điều khiển lên. Lưu ý cần ga chúng ta sẽ giữ ha. Đó, nó đứng đèn là kết nối nè. Đó, máy bay nó hoạt động rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bay ha. Tắt đèn, mở đèn nè. Lưu ý là phía trước máy bay có cái đèn nè nha. Mở đèn, tắt đèn ha. Mình tắt đèn á. Bây giờ mình sẽ bay thử. Các bạn lưu ý là để bắt đầu bay á, thì đầu tiên chúng ta phải hoạt động cánh trước ha. Chúng ta sẽ cho cánh quay trước. Sau khi quay mà thấy cánh nó có dấu hiệu mà xây một bên đó, chúng ta sẽ kéo nó cho nó cân bằng ha. Kéo đến khi nào máy bay cân bằng á thì các bạn sẽ bắt đầu lên ga cao ha. Lưu ý là lần nào chúng ta bắt đầu quay cánh thì chúng ta cũng phải quay máy bay trước ha. Quay xong rồi sau đó chúng ta sẽ cất cánh lên ha. Bây giờ mình sẽ cất cánh. Các bạn lưu ý là máy bay khi cất cánh thì nó sẽ có xu hướng đảo nha. Máy bay trực thăng nào cũng vậy. Đó, thì cái mẫu này rất là mạnh ha. Bạn nào mà chơi không quen á thì các bạn nên bay cái mẫu sản phẩm này ngoài trời. Đó, còn khi mà đáp cánh xuống á thì gần tới nơi thì chúng ta sẽ ngắt ga liền ha. Mình sẽ làm lại cho các bạn coi. Do cái trần nhà này khá là thấp nên mình không thể bay cao được ha. Các bạn sẽ quay cánh ha, quay cánh thật là mạnh rồi sau đó các bạn sẽ lên ga dứt khoát. Máy bay quay rất là mạnh. Và đáp cánh xuống thì các bạn hạ xuống gần tới đất rồi chúng ta sẽ đáp cánh liền ha. Các bạn lưu ý nếu mà trong quá trình cất cánh lên á mà máy bay, ví dụ các bạn ngừng lên ga mạnh, máy bay có xu hướng nghiêng qua vậy, các bạn chỉ cần kéo cần qua phải xíu, hấp ga lên thì nó sẽ tự động cân bằng. Bởi vì những mẫu máy bay trực thăng á, khi mà bay độ cao tầm khoảng 5-10 mét trở lên thì nó mới ổn định cân bằng tốt thiệt. Còn ở dưới mẫu máy bay trực thăng nào nó cũng sẽ có xu hướng nghiêng một xíu ha. Đó, nghiêng qua thì bạn chỉ cần kéo giật lại cái thì nó sẽ lên ổn định ha. Càng cao thì máy bay nó mới ổn định. Đó, hồi khi các bạn mà đáp cánh xuống á thì các bạn lưu ý là chúng ta nên giữ cái tay ga như vậy ha. Các bạn luôn luôn giữ cái tay ga đè xuống như vậy, để khi mà các bạn, nhiều khi các bạn buông ga ra, lỡ các bạn mà cái cần ga này nè lỡ đụng vô người thì nó sẽ quay cánh thì nó sẽ chém trúng tay gây nguy hiểm ha. Đó, giữ cái ga vậy, sau đó chúng ta sẽ rút nguồn của máy bay ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tắt remote. Thì cái mẫu sản phẩm này á thì nó sẽ bao gồm một cái máy bay như vậy ha, pin, một cái remote điều khiển. Đó. Ngoài ra các bạn sẽ có một cái dây sạc bao gồm hai phần ha, một phần chúng ta ghi vào nguồn điện và kết nối với cái củ sạc này, cục sạc này ha, và sau đó chúng ta sẽ ghi vào máy bay hay ghi dây màu trắng này nè. Đó, dây màu đỏ là ghim vô máy bay ha, dây màu trắng là ghim vô cái ổ sạc của chúng ta. Ngoài ra bạn sẽ có thêm một cái bộ cánh dùng để thay thế ha, bao gồm cánh chính và cánh đuôi, thay thế
Lưu ý là nếu các bạn đụng hay va chạm cái gì mà máy bay có xu hướng rớt xuống thì bạn sẽ ngắt ga luôn ha. Chứ gần rớt xuống tới nơi mà bạn càng kéo ga thì nhiều khi nó bị ngang gì nè, mà bạn kéo ra motor nó bị cản, dễ bị nóng nóng motor ha. Đôi khi nó sẽ cháy nếu bạn kéo ga liên tục. Nói chung rớt xuống đất ngắt ga là ok, rớt xuống ngắt ga, rớt xuống ngắt ga là ok. Đó, thì nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, các bạn có thể gọi với một từ khóa là V912B thì nó sẽ ra trong mọi ảnh sản phẩm của cái mẫu sản phẩm này ha, motor 3 pha. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới sẽ update cho bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.